Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa bất ngờ xóa nợ cho 17 quốc gia châu Phi và đức tái khởi động nhà máy điện than thứ hai. Đó sẽ là những thông tin rất đáng chú ý trong phần tin quốc tế ngay sau đây. Và Trung Quốc thì vừa thông báo là sẽ xóa 23 khoản vay nợ không lãi suất cho 17 quốc gia châu Phi và đồng thời chuyển 10 tỷ đô la của nước này trong quỹ dự trữ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sang châu Phi. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thông báo về việc xóa nợ cho 17 quốc gia châu Phi, song không cho biết chi tiết về giá trị của các khoản vay cũng như tên quốc gia nợ tiền. Kể từ năm 2000, Bắc Kinh đã công bố nhiều đợt xóa nợ cho nhiều nước châu Phi, trong đó Zambia được hủy nợ nhiều nhất. Theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc chiếm gần 40% tổng nợ song phương và nợ tư nhân mà các quốc gia nghèo nhất thế giới cần phải thanh toán trong năm nay. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với 98% hàng hóa xuất khẩu từ 12 quốc gia châu Phi. Vừa có thêm 8 hầm chứa ngũ cốc tại cảng Beirut của Liban tiếp tục bị sập do ảnh hưởng từ vụ nổ kho hóa chất năm 2020, khiến cho hơn 200 người thiệt mạng. Đây là vụ sập hầm thứ ba như vậy trong một tháng vừa qua. Lửa đã bùng phát trong các hầm chứa ngũ cốc ở Beirut trong hơn một tháng qua do ngũ cốc bị lên men dưới cái nóng của mùa hè. Các hầm chứa ngũ cốc 50 năm tuổi này đã từng che chắn hiệu quả cho các khu dân cư ở phía tây của thủ đô khỏi vụ nổ, nhưng sau đó đã chịu sức ép mạnh và luôn có nguy cơ sụp đổ. Từ tháng 4 thì chính phủ Liban đã ra lệnh phá rỡ các hầm chứa, nhưng việc này bị đình trệ một phần vì sự phản đối của các thân nhân của những nạn nhân trong vụ nổ ở cảng Beirut vào năm 2020. Họ muốn các hầm này được bảo tồn như một tượng đài để tưởng niệm. Chính phủ Liban sẽ dành 25.000 m2 của cảng để xây dựng các hầm chứa ngũ cốc mới. Do ảnh hưởng của kế hoạch tăng lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ Fed, đồng euro ngày hôm nay 23 tháng 8 đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua với tỷ giá 1 euro đổi được 0,99 đô la Mỹ. Với triển vọng Mỹ tiếp tục tăng mạnh lãi suất, đồng đô la đi lên và đè nặng đồng euro, hoạt động kinh tế châu Âu trong tháng 8 này giảm tháng thứ hai liên tiếp, chỉ số quản lý thu mua PMI giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm, từ 49,9 trong tháng 7 xuống 49,2 trong tháng 8, phản ánh sự gia tăng lạm phát. Sự sụt giảm này đã nhanh chóng lan sang các ngành dịch vụ, trong đó có du lịch, vốn là ngành được kỳ vọng hỗ trợ các nền kinh tế thành viên Liên minh châu Âu phục hồi. Cơ quan phân tích thị trường toàn cầu của S&P cho biết, lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất châu Âu đang ở mức kỷ lục và điều này cho thấy hoạt động sản xuất sẽ không sớm tăng trưởng trở lại. Công ty này cũng cho rằng thời gian còn lại trong năm 2022 sẽ là khoảng thời gian các doanh nghiệp trên toàn khu vực đồng euro chống chọi với sự sụt giảm Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt hạn hẹp, chính phủ Đức vừa thông báo kế hoạch kích hoạt lại nhà máy điện than thứ hai tại nước này nhằm tiết kiệm khí đốt cho mùa đông tới. Nhà máy điện Hayden ở Petersagen, gần thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 29 tháng 8 đến cuối tháng 4 năm 2023. Với công suất 875 MW, Hayden là một trong những nhà máy điện than lớn nhất của Đức, vận hành từ năm 1987. Bộ Kinh tế Đức cho rằng nếu các hộ gia đình và ngành công nghiệp cắt giảm mức sử dụng từ 15 đến 20% thì có thể dễ dàng vượt qua mùa đông. Nhiều nhà máy điện than khác đang được đặt trong tình trạng dự phòng và có thể khởi động lại trong vài tuần Tới. Đức có kế hoạch chấm dứt sản xuất điện than chậm nhất là vào năm 2038. Số người độc thân đăng ký hộ gia đình ở Hàn Quốc có xu hướng tăng dần, lần đầu chiếm đến 40% tổng số hộ gia đình tại nước này. Năm 2021, Hàn Quốc ghi nhận dân số giảm năm thứ hai liên tiếp do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp, trong khi tỷ lệ tử vong tăng. Tính đến cuối năm 2021, dân số của Hàn Quốc là 51 triệu 638.000 người, giảm 0,37% so với năm trước. Trong khi đó, độ tuổi trung bình dân số tăng từ 43,2 trong năm 2020 lên 43,7 trong năm 2021. Nhật Bản dự kiến chấm dứt yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với người nhập cảnh nếu đã tiêm đủ 3 mũi vaccine, đồng thời nâng mức trần số người nhập cảnh từ 20.000 người một ngày hiện nay lên 50.000 người một ngày. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đã đạt mục tiêu thu hút 40 triệu du khách nước ngoài trong năm 2020 và đã không đạt được mục tiêu này do các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt. Về tình hình dịch COVID-19 Nhật Bản ngày 23 tháng 8 ghi nhận 330 ca tử vong do căn bệnh này. thưa quý vị và các bạn hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra khắp nơi trên thế giới điều này cho thấy những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu các nhà khoa học đã kêu gọi nhân loại cần có nhiều hành động cụ thể hơn nữa để ứng phó với những mô hình thời tiết mới ngày càng khắc nghiệt gây ra nhiều vấn đề về kinh tế xã hội và sức khỏe Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa như lũ lụt nắng nóng khắc nghiệt tại các khu vực khác nhau trên cả nước trong mùa hè này. Đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tháng 6 vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến hơn 500.000 người phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế ước tính 250 triệu đô la Mỹ. Theo truyền thông Trung Quốc, đợt nắng nóng và hạn hán năm nay tồi tệ nhất kể từ khi số liệu và các hiện tượng thời tiết cực đoan được ghi nhận cách đây 60 năm. Trong khi đó, châu Âu cũng đang phải trải qua một mùa hè nắng nóng chưa từng có, nhiệt độ cao kỷ lục, sông ngòi cạn nước, cháy rừng hoành hành. Châu Âu cũng từng trải qua những mùa hè nóng hoặc khô hạn, nhưng mùa hè năm nay, những kỷ lục đã bị phá vỡ ở Anh, Pháp, miền Bắc nước Đức, Đan Mạch, mực nước sông trên khắp châu Âu cũng đã thấp kỷ lục. Tất cả những điều này diễn ra cùng lúc là một điều bất thường, thêm vào đó là cả cháy rừng nữa. Hết nắng nóng rồi lại tới lũ lụt. Ở Anh, sau hai đợt nắng nóng, mưa lớn xối xả lại có nguy cơ gây ra ngập lụt. Tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất mà Pháp ghi nhận kể từ năm 1961, khiến nhiều đám cháy rừng bùng phát. Cũng giống như Pháp và nhiều nước châu Âu khác, Italia cũng đang trải qua những ngày hè nóng và khô hạn kỷ lục. Theo các chuyên gia, hạn hán đang khiến nguy cơ sa mạc hóa tăng cao ở châu Âu. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đầu tháng này cũng chứng kiến những trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Thủ phạm của sự gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan được xác định là biến đổi khí hậu, các nhà khoa học khẳng định thế giới phải chuẩn bị sẵn sàng cho những mô hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt trong tương lai tôi kêu gọi các chính trị gia trên toàn thế giới xem xét mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng thời tiết vài tháng qua và những tác động của chúng đối với con người đã đến lúc phải hành động chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng chúng ta phải chủ động thay vì chỉ ứng phó nhưng ở một số nơi, câu hỏi được đặt ra là liệu mọi chuyện có quá muộn, như tại California, nước Mỹ, cháy rừng đã hủy hoại nhà cửa và môi trường sống của nhiều loài sinh vật cùng với con người. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn cho rằng loài người sẽ chẳng thể tiếp tục sinh sống ở đây sau chưa đầy một thế kỷ nữa. Chúng tôi không quá ngạc nhiên trước những đợt nắng nóng, chúng chính xác như những gì chúng tôi đã dự báo và là một phần của xu hướng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn trên toàn thế giới các nhà khoa học cho biết, thời tiết khắc nghiệt sẽ trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và có thể sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhiệt độ tăng lên. Chúng ta rất lo ngại về khủng hoảng năng lượng, điều này hoàn toàn đúng, nhưng cuộc khủng hoảng này rất nhỏ so với những tác động của biến đổi khí hậu. Rõ ràng, không một quốc gia nào trên thế giới có thể miễn nhiễm trước tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này của thế giới là có những hành động cụ thể chứ không phải chỉ là những cam kết trong các hội nghị để ứng phó với thách thức chung của nhân loại. Và đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của bản tin GMT cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.